Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. A Di Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay là ngày 16 tháng 5 2022. Chúng ta tiếp tục học tập một câu A Di Đà Phật niệm đến cùng. Học đến tập 268. Mỗi ngày những đức ở trong ngôi Tam Bảo mình ở đây gặp rất là nhiều việc mà từ ngoài thế gian người ta đưa vào. Như hôm qua có một đứa con dẫn một người mẹ đến để gỡ vào trong chùa. Bà cụ thì thấy yếu quá. Những đức nói lúc này chùa mình đang xây dựng, chứ các cụ yếu quá đông, cái nhân sự mà để lo cho các cụ yếu thì ít quá. Nên những đức tặng cho cô chiếc máy nghe pháp với một cái lo niệm Phật. Cô đưa mẹ cô về, cô cố gắng chăm lo cho mẹ cô. Và những đức chỉ hộ niệm này kia đâu. Thì cái cô con gái trả lời với những đức rằng: chúng con ngoài đời bận lắm, thời gian mà để chăm lo cho mẹ con không được bao nhiêu. Con còn phải lo đi làm việc, rồi lo cho chồng con. Nên con nhờ thầy giúp giùm, lo cho mẹ con giùm con. Mình thấy những cái điều này trong cái cuộc sống nó nhiều quá quý vị. Nhiều quá. Đây là những việc mà nhắc nhở tất cả chúng ta từ khi còn trẻ cho đến tuổi già. Khi nhắc những chỗ này nhiều lần giết rồi con người chúng ta sẽ nhìn ra được cái vô thường của một đời người và cái hư tình giả ý của một đời người. Nhiều quá. Nên người xưa nói rằng một đời tệ hơn một đời. Rõ ràng. Thí dụ như hôm nay mình không lo cho cha mẹ mình được, thì một ngày nào mình già, con mình sao nuôi mình đây? Nên những đức nói rằng là từng đời con người ta cứ là nặng nợ với cái mình tạo ra, nhưng quên đi người đã tạo ra mình.
quên người tạo ra mình, nặng với cái mà mình tạo ra. Giống như một cái cây mà đi chặt cái gốc mà muốn cho cái cây nó được tươi tốt, được không quý vị? Không, không bao giờ được. Nên người xưa người ta phụng dưỡng cha mẹ được là ta mừng lắm. Đọc có một câu chuyện xưa, sự nghiệp và cha mẹ. Người anh hai nói với em rằng tất cả sự nghiệp của cải anh đều chia cho các em hết, các em chỉ cần để cha mẹ cho anh nuôi là được rồi. Còn em thì cũng quay ngược lại nói với anh như vậy, anh em dành nuôi cha mẹ. Dù là cái xã hội ngày xưa người ta không được phát triển như bây giờ, nhưng mà cái đạo đức của con người nó vẫn là sâu dày, đặc biệt hơn bây giờ. Nhưng mà con người sống trong cái cuộc đời có được niềm vui, có được sự hạnh phúc, nó không phải là chỉ có vật chất không, mà về đạo đức của con người đến với con người nó chiếm ưu thế hết 70%. Còn vật chất của cải chỉ có 30% thôi. Thí dụ như giờ mình nghèo nhưng mà gia đình mình có đạo đức thì mình vẫn có niềm vui và hạnh phúc. Gia đình này rất là giàu nhưng gia đình này nó không ra gì hết. Cha mẹ không ra cha mẹ, con cháu không ra con cháu. Thì cái gia đình này có giàu sang của cải nhiều cỡ nào thì khổ vẫn là khổ. Giống như con người đang bị giam hãm trong một căn nhà, nó không có hương vị vì đạo đức làm người. Thí dụ như mình đi đến một ngôi chùa, đi dù là chùa cao Phật lớn, nhưng mà nó không có sự đoàn kết thương yêu giữa con người với con người để hướng đạo giải thoát, thì quý vị thấy cái ngôi chùa đó tí lớn đẹp gì mà bước vào nó vẫn là khô khan cằn cỗi. Nhưng quý vị bước vào ngôi chùa mà nhìn nó lụp xụp đơn giản bình dị thôi, nhưng mà tình người rồi hướng đạo, có tâm tu giải thoát, mình đến cái là mình thấy mình hưởng được cái hương vị bình an liền. Nếu như cái ngôi chùa đó mà rộng rãi sạch đẹp mà có đạo nữa thì quý vị coi giống như hổ mọc thêm cánh. Từ nơi đó thì hướng đạo là tiếp nhận cái đạo để áp dụng cái đạo vào con người, giữa con người đến với nhau, thương nhau, giúp đỡ nhau. Đây là sự hạnh phúc bình an nhất của đời chúng ta. Nên những đức chia sẻ rất là nhiều lần cho tất cả những người hiện tại đang sanh con và nuôi con. Quý vị chọn hết bổn phận, nhưng mà phải gầy dựng cho mình một con đường, về tuổi già mình sẽ thông hiểu. Nếu như bây giờ cứ mãi mê lo cho con rồi tạo sự nghiệp, đến khi tuổi già coi chừng quý vị hụt hẳn đó. Nếu như những người trẻ bây giờ nghe những đức nói câu này, quý vị bỏ ngoài tai, nhưng mà chắc chắn rằng là cũng nghe được rồi. Nếu sau này đến một ngày nào cuộc đời chúng ta gặp những cảnh khổ đau cùng cực, thì dù ở phương trời nào, quý vị cũng phải cố gắng sống cho thật là tốt và tiếp nhận Phật Pháp. Chỉ có nương vào Phật cảm thấy có sự bình an, và nghe được đạo Pháp, tin sâu nhân quả, nên không hờn trách, hận thù, buông xuống cái tâm hờn trách, hận thù, thì tức khắc quý vị sẽ vui trả nợ và phát ra cái tâm giải thoát. Nên những người trẻ nghe mà bây giờ mình thấy không dính dáng gì mình hết á, thì sau này khi đến lúc có chuyện dính dáng đến mình thì nhớ lại lời Nhật Đức đã từng chia sẻ. Nhật Đức lo cho rất nhiều người già và gặp rất là nhiều người.
Nên những đức đã thấy rõ ràng hết trơn quý vị. Nên những đức đúc kết cái câu mà chọn hết bổn phận mà thành bại tùy duyên. Mình chọn hết bổn phận trong cuộc đời này, nhưng đừng có đặt cái vấn đề thành bại nặng quá. Niệm niệm gì chúng sanh thôi, thành cũng được, không thành cũng được, kệ nó. Mình đặc biệt nhất là mình có thể tu đạo được, mình vui được, mình có tâm giải thoát được, vậy là được rồi. Việc quan trọng nhất trong cuộc đời con người hướng đến cái gì là quan trọng nhất quý vị? Là nụ cười và sống an vui tự tại, hướng đến giải thoát. Đây là việc quan trọng lớn nhất của cuộc đời con người. Chúng ta coi vào kinh giáo, dù là Đức Phật có thương tất cả chúng sanh đang chầm lưng khổ đau cỡ nào, nhưng Ngài luôn luôn giữ được cái trạng thái điềm tĩnh và an tịnh tự tại. Từ cái động thái của Ngài như vậy nên người ta mới cảm thấy ngưỡng mộ và hướng đến học theo. Còn mình là người nghe đạo mà đụng sự việc cái bên ngoài, dù là người thân mình cũng là cái bên ngoài, nhưng mình hoàn toàn đánh mất đi cái sự bình tĩnh của mình, vậy thì chúng ta học Phật cũng không có đặc biệt gì cả. Nhớ, dù là bao nhiêu con người, người ta có bỏ đạo hết đi chăng nữa, mình cũng giữ đạo. Vì mình phải cảm giác được cái học đạo là sự lợi ích cỡ nào. Khi mình cảm giác được rồi thì ai bỏ kệ họ, còn ta thì cứ luôn luôn duy trì. Nên những đức nói rằng dù cho tất cả mọi người có trở mặt với tịnh độ, họ không tu, họ bài xích đi chăng nữa, những đức vẫn là duy trì. Vì sao? Vì pháp môn tịnh độ là pháp đại thù thắng, có thể cứu khổ, cứu nạn cho chúng sanh trong thời mạt pháp, 9000 năm thời mạt pháp này. Nên chư tổ sư nói rằng chúng ta tu pháp môn tịnh độ càng về sau càng phù hợp. Nên tất cả những người chia sẻ pháp môn tịnh độ này, quý vị phải nhớ gầy dựng ba cái gốc chính nhất để niệm Phật: tín, nguyện, hạnh. Ba cái gốc này cứ gầy dựng hoài rồi cứ niệm Phật đi được rồi. Gầy dựng lòng tin, gầy dựng nguyện thiết, gầy dựng cái hạnh niệm Phật nhiều thôi. Bao nhiêu quý vị cứ giảng hoài cả đời đi, chia sẻ hoài cả đời đi, làm hoài bao nhiêu thôi. Người nghe không nghe thôi kệ, mình cứ gầy dựng mình. Người ta chưa muốn thành tựu, còn mình muốn thành tựu thì gầy dựng ba cái gốc: tín, nguyện, hạnh. Chư tổ sư nói rằng người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tín nguyện hay không. Phẩm vị cao hay thấp là tính vào công phu sâu hay cạn. Công phu sâu hay cạn này là chúng ta là người niệm Phật tu đạo cầu giải thoát, đối với trần cảnh này mình buông được bao nhiêu, đó là công phu sâu hay cạn đó. Công phu cạn thì buông xuống ít, giảng sanh phẩm vị thấp. Công phu sâu là buông xuống nhiều, giảng sanh phẩm vị cao. Còn cái việc được giảng sanh là tín nguyện bạn có kiên cố hay không. Dù cho tất cả mọi người ai cũng không niệm Phật, bạn vẫn là người niệm Phật. Dù cho tất cả mọi người ai cũng trở mặt với bạn, bạn vẫn duy trì niệm Phật. Dù là bệnh đau đến với mình cỡ nào cũng duy trì niệm Phật. Dù cho tan nhà mất mạng cũng là niệm Phật. Niệm Phật mà gia đình của mình tan nát, nhiều người bệnh đau chết chóc, mình vẫn tin niệm Phật cho tới cùng luôn. Tất cả những sự việc toàn là dùng cái câu thử thách mà thôi. Cứ chân thật niệm Phật đi rồi mọi việc cũng sẽ qua. Sợ là bỏ có Phật hiểu quý vị. Ấn Tổ nghe nói rằng nhớ Phật thì thường vui, mà quên Phật thì thường khổ. Nên cả ngày chúng ta là gì? Nhớ được câu Phật hiệu là niệm liền, nhớ câu Phật hiệu là niệm liền. Cứ là bổ túc A Di Đà Phật. Tất cả những người làm công quả có giỏi cỡ nào cũng phải nên niệm Phật. Nếu như làm giỏi mà không niệm Phật là thô tâm. Tất cả những người dở cỡ nào đi chăng nữa cũng niệm Phật. Niệm Phật sẽ dịu tâm, không niệm Phật thô tâm. Niệm Phật
sẽ ít sân hận, ít bao giờ buồn giận người để trong tâm lâu. Không niệm Phật giận người để trong tâm lâu. Từ nơi đó Pháp Môn Tịnh Độ này phải gây dựng hoài ngay cái chỗ tính nguyện niệm Phật cầu sanh cực lạc. Đừng có nói cái gì cao xa cả, chỉ cần chân thật niệm Phật là được rồi. Khuyên người ta làm sao mà hưng khởi cái tâm niệm Phật là được rồi. Chư tổ sư nói rằng quý vị dạy người ta niệm một câu ai với đạo Phật, cái phước báo còn lớn hơn là đem bảy báo cúng dường 100 năm nữa. Nên tất cả những vị trưởng đoàn mà quý vị dẫn người ta đi tu, quý vị thấy cái lợi ích lớn cỡ nào chưa? Dù là gặp thử thách trở ngại gì, cứ dẫn người ta đi tu, rủ người ta đi tu, dẫn người ta đi tu. Mà lạ thay quý vị, quý vị dẫn người ta đi tu từ từ duyên quý vị dày nghe, chứ không dẫn đâu. Cái người này ban đầu không có duyên gì hết trơn, mà dẫn người ta đi tu rất là có duyên. Như những đức thấy có một cái anh này, anh lái xe, ban đầu là lái xe đồ chở người ta đi đi tu thôi, ảnh lấy tiền bình thường. Nhưng mà sau này tự nhiên anh trở thành đoàn chính luôn, dẫn người ta đi niệm Phật luôn quý vị. Thì nhiều người niệm Phật người ta đến với anh là duyên anh phát triển dài. Nhưng những đức đã từng khuyên anh một câu rằng phải nhớ rằng cái duyên của mình thành công là ngay câu Phật hiệu. Cứ kiên nhẫn dẫn người ta đi ngay cái chỗ chuyên tu cho người ta, gầy dựng giùm cho người ta, thì công đức phước báo của anh lớn không cùng tận. Nhưng anh đừng bao giờ phương tiện mà anh dẫn người ta đi chơi, hoặc anh dẫn người ta đi chỗ này chỗ kia. Anh dẫn anh đi chỗ này chỗ kia mà anh tạo cho người ta thêm, không chịu gầy dựng cho người ta chiên, vậy thì anh tự đoạn duyên đoạn phước của anh rồi đó, chứ không giỡn đâu. Nên tất cả những vị trưởng đoàn dù có lập ra một cái đạo tràng niệm Phật, quý vị phải duy trì cái chuyện chuyên niệm Phật, thì quý vị biết rằng thù thắng không tưởng tượng được. Cầu an cũng là một câu Phật hiệu, mà cầu siêu cũng là một câu Phật hiệu. Già trẻ bé lớn gì chỉ cần niệm Phật là được lợi ích liền 100%. Nếu như từ khi còn nhỏ mà chịu niệm Phật cho đến khi sau này lớn lên, dù gặp sự cố gì trong cuộc đời cũng không có khổ. Mà cái phước duyên của con người này đặc biệt lắm. Từ không có phước niệm với thành có phước, từ không có duyên niệm từ từ thành có duyên, xấu xí niệm từ từ cũng có được. Câu Phật hiệu này cứ chân thật niệm đi, lợi ích không tưởng tượng được mà. Ngày 27 tháng 5, bữa nay ngày 16 rồi phải không, chúng ta còn 11 ngày nữa quý vị. Ngày 27 ngay thứ bảy luôn, ngày âm lịch nha, chúng ta tổ chức chương trình khiếm thị đó quý vị, chuẩn bị đi. Tất cả chúng ta cùng cộng tác để tu phước tu duyên, cuộc đời này chắc thật làm việc này. Nhớ cái câu sanh không mang đến, chết không mang đi. Nên có một công đoạn mà Đại Lão Thượng Tịnh Không giảng thuyết kể về một vị cư sĩ giàu sang, nghe ấn tượng. Vị cư sĩ giàu sang này quý Đại Lão Thượng Tịnh Không. Khi ngài giảng pháp xong, vị này thỉnh ngài đến cái tiệm đồng hồ mua cúng dường cho ngài một cái đồng hồ. Ngài tùy thuận cũng đi. Xong dẫn ngài đến tủ bảo hiểm, mở tủ bảo hiểm ra cho ngài coi châu báu như vàng bạc kim cương hột xoàn rồi đó, nhiều lắm, cho Đại Lão Hòa Thượng Tịnh Không coi. Thì Đại Lão Hòa Thượng hỏi lại: ủa bộ ông có nhiêu đây thôi hả? Ông kia vô cùng kinh ngạc, nghĩ rằng không lẽ Hòa Thượng có nhiều lắm sao? Châu báu mình như vậy là rất nhiều rồi, mà Hòa Thượng hỏi ủa bộ ông có nhiêu đây thôi ạ? Thì ông kia ông hỏi lại Hòa Thượng: ủa bộ Hòa Thượng có nhiều lắm sao? Hòa Thượng Tịnh Không thì nói: ồ rất là nhiều, nhiều lắm. Bây giờ ông có củ cải vật chất, ông đem lại đây, ông để trong tủ bảo hiểm, lâu lâu ông lại ông mở ra, ông ngó, ông nhìn, ông sờ mó một chút xíu, rồi ông đóng tủ lại, ông cắt, lâu lâu đến ông nhìn, sờ mó một chút rồi ông đi, ông cắt. Bây giờ ông nghĩ đi, bây giờ tôi đi đến tất cả những tiệm vàng bạc đá quý kim cương hồng sòn, tôi cũng đến tôi nhìn rồi tôi coi, tôi sờ mó một chút rồi tôi đi, vậy thì củ cải này cũng là của tôi,
Ngài nói xong rồi Ngài giảng lại một câu: đúng là ngu si, hết chỗ nói. Có của cải vật chất, người nghe đạo không biết tu phước tu duyên mà đi để đó để sờ mó, để rồi một khi hơi thở thở ra không hít vào thì đọa tam đồ ác đạo, không có cầm cái phước báo theo mà toàn là cầm tội nghiệp đi theo. Phước báo không chịu tạo để cầm theo, cái mà cầm theo được không chịu tạo, cái mà không cầm theo được thì cố công mà tạo để gìn giữ, để mà gìn gặp, giữ gìn, sợ bị mắc. Đại lão Hòa Thượng Tịnh Không nói thiệt là ngu si. Có cơ hội tu phước tu duyên tại sao không chân thật mà làm? Cái cầm theo được tại sao không tạo? Tạo ra rồi buông luôn, trở thành công đức. Làm tất cả việc thiện buông luôn, trở thành công đức. Đến giờ chương trình khiếm thị, tặng không cần suy nghĩ người đó khỏe hay là người đã bệnh hay người mù hay người không mù gì hết. Chỉ cần người nào đưa tay là tặng, nhiệt tình hết lòng, có bao nhiêu nhiệt tình bấy nhiêu. Giúp rồi buồn xuống, không nhiễm bụi trần, tức khắc là đại công đại đức. Làm đi quý vị, việc này tốt đó. Quý vị coi chương trình khiếm thị chúng ta mới tổ chức xong, bỏ cái phim mới lên mạng vì coi thôi, phải là ý nghĩa không? Vì nhìn bao nhiêu con người nghèo khổ gì mà hội họp về một lượng con người như vậy để chúng ta cùng cộng tác tu phước tu duyên. Việc này vô cùng hy hữu. Quý vị nên rủ tất cả những người giàu sang, có địa vị, của cải, đi rủ họ đi. Ngày 27 đến đây, sáng có mặt sớm sớm một chút. Giàu sang cỡ nào cũng đến dự chương trình này. Và chúng ta nắm tay người mù dẫn đi, thì quý vị có cảm giác gì? Quý vị cầm tiền tặng cho người mù, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với đạo Phật, ai với Phật. Quý vị cứ cầm tiền quý vị tặng ai với đạo Phật, ai với đạo Phật. Rồi nếu như quý vị có vài ba người cho không kịp, quý vị lên gặp những đức sẽ bố trí nhân sự tặng phụ quý vị. Tại số lượng người quá đông. Chuẩn bị giá chót 2.500 phần người khiếm thị. Nhớ, khiếm thị người nghèo luôn. Khoảng 2.500 phần. Chuyến này những đức rủ luôn người xuất gia đến dự luôn. Cuộc đời có người sống mấy chục năm trên cuộc đời này, gieo duyên tốt đi, cuộc đời 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 kiếp kiếp chúng ta gặp nhau là gì? Thiện duyên. Tại sao không làm? Tại sao không chân thật làm đi? Bây giờ ở đây chùa chiền đồ xây quá trời cho người già người ta ở. Tương lai người già được ở, quý vị những đức khuyên chân thật quý vị. Cuộc đời những đức cũng không suy nghĩ rằng chùa chiền này là của mình gì cả. Cả hòa thượng cũng vậy, thì một ngày nào ngài cũng đi rồi, chứ làm sao ngài nắm giữ được chùa chiền. Nên bây giờ ngài đứng ra, ngài phát tâm, ngài xây dựng. Quý vị khắp nơi nào quý vị có điều kiện, vì cái chân thật quý vị cúng dường cho ngài xây dựng đi. Việc đó tốt đó. Dù cỡ nào đi chăng nữa thì ở đây nhân duyên của những đức dẫn là người hướng dẫn người ta niệm Phật. Bây giờ hòa thượng ngài có xây chùa nhiều cỡ nào đi chăng nữa, nhưng không có người hướng dẫn người ta tu, không lẽ ngài để ngôi chùa không? Nhưng quý vị phải nhớ rằng khi đã phát tâm chân thật mà làm đi, duyên này đặc biệt đó. Đại lão hòa thượng ngày lớn tuổi, ngày già rồi, tới cái đời tuổi trẻ như những đức, quý vị hiểu những đức rồi, tới đời của những đức sẽ hết lòng hết dạ, dù cho là bao nhiêu năm gì đi chăng nữa cũng hết lòng hết dạ nuôi con người già niệm Phật. Những đức nghe đại lão hòa thượng Tịnh Không ngày nói rằng nuôi dưỡng người già niệm Phật là một nghĩa cử mà lớn lao nhất của cuộc đời của người. Quý vị biết rằng cả đời con người sống đến tuổi già mong mỏi cái gì? Được sự chăm lo quan tâm. Hôm qua ngồi nói chuyện với bà cụ già 93 tuổi, bà cụ mới đến đâu một tuần, hỏi bà cụ lúc trước bà ở đâu, bà cụ ở cái nơi nào đó, nơi đó có thương bà nhiều không? Khó khăn lắm, khó khăn lắm. Bà biết niệm Phật nên được cái duyên được đi đến đây, ở đây mấy cô chăm lo nhiệt tình quá, nhiệt tình quá, kêu các cô bằng cô. Các cô nói rằng cụ ơi, con như con các cụ vậy đó, cụ hãy xem con như con cụ đi, thiệt là an tâm, thiệt là bình an. Nên quý vị nuôi tất cả người già, quý vị có tâm thương như cha mẹ ruột của mình thì cái việc này quá tuyệt vời, quá đặc biệt. Đây là một đại sự nhân duyên trong cuộc đời
mà được làm những việc này quá tuyệt vời. Những đức nghe hòa thượng mình nghe nói bây giờ tôi xây 5-6 dãy nhà trong một lúc, mỗi tuần thứ bảy đến là tôi cảm thấy lo, nếu mà tiền bạc đưa cho người ta chưa đủ. Quý vị coi 5-6 dãy nhà xây một lúc một, vì sao ngày làm dữ dằn như vậy? 81 tuổi rồi cứ nghĩ ngợi cái việc về sau đệ tử của mình tụi nó có xây được hay không. Nó có duyên nuôi con người nhưng mà nó không có duyên xây dựng. Mình có duyên xây dựng, chân thật mà làm đi. 81 tuổi rồi gồng gánh, cố gắng nhiệt tình, nỗ lực. Có khi những đức cảm thấy cũng muốn bực mình, làm gì mà làm dữ vậy. Nhưng mà nói chân thật với quý vị là thấy tội nghiệp. Vì sao? Vì cỡ nào cũng 81 tuổi rồi, bận tâm lo âu nhiều thứ, trở thành có khi bực bội khó chịu. Nhưng cũng niệm niệm vì chúng sanh mà làm. Nên tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi, quý vị nhớ rằng nếu như quý vị có điều kiện, quý vị cúng dường vào chỗ này để xây dựng. Nơi này là nơi gì? Nuôi người già, dạy trẻ em. Về sau khi cái nhà ăn xong, nhất định những đức sẽ mở lại cái lớp đạo làm con, để cái cơ ngơ hòa thượng xây dựng thật sự hữu ích. Những người cúng dường thật sự lợi ích. Vì sao? Vì làm việc cho chúng sanh, quý vị cúng dường lợi ích. Quý vị rủ, quý vị chỉ những con người, người ta thật sự muốn tu phước tu duyên, dù họ chưa có tâm giải thoát gì mà muốn tu phước tu duyên. Điểm này là điểm đặc biệt, quý vị coi. Tất cả những điểm chùa chúng ta bây giờ là 1.000 người, quý vị coi, mỗi ngày lo cho 1.000 người. Đa dạng con người đang ở đây. Còn nữa, tại vì sao? Vì ngôi chùa mới xây quá nhiều, nên từ nơi đó những đức chỉ có lời nói như vậy. Vì thấy cái việc làm đó và chính bản thân của mình cũng xác thực trong việc làm này, mình cũng chân thật làm hết lòng với quý vị. Nên những đức nói câu là chọn hết bổn phận thành bại tùy duyên, thì quý vị cũng nên tập như vậy đi. Một tuần như vậy xây dựng, quý vị cứ nghĩ, hòa thượng nói với những đức một tuần xây dựng, trả tiền xây dựng hơn 1 tỷ bạc. Quý vị nghĩ tổng cộng 5-6 dãy nhà bự thiệt là to, bao nhiêu nhóm thợ để làm. Một vị lớn tuổi, hòa thượng lớn 81 tuổi phải lo như vậy. Tại sao chúng ta không nhìn nhận bao nhiêu con người đang ở đây? Quý vị thấy rõ ràng, phải chi xây một ngôi chùa mà vắng tanh như chùa Bà Đanh thì quý vị nói ô xây nhiều cho cố, cuối cùng thì ai đâu mà ở, ai mà tu, cúng dường chi. Còn bây giờ quý vị coi con người ta ao gì, miền Bắc miền Nam đều là đến đây thiệt là đông. Ngày Chủ Nhật thì quý vị thấy rõ ràng chùa Hòa Thượng ao ao người ta gì, người ta niệm Phật. Ở đây có tuổi trẻ như những đức, mấy anh em nhiệt tình, bên kia cũng vậy, tất cả mấy anh em đều bên cạnh những đức toàn là những người niệm Phật, hướng dẫn người niệm Phật, thương yêu người già. Đây là sự bổ túc của những đức mỗi ngày dành cho các anh em, các huynh đệ. Nên những đức mong rằng tất cả những người trẻ đến những đức là những con người có tâm huyết, có nhiệt huyết để cuộc đời này chúng ta làm những việc ý nghĩa trong cuộc đời. Không lẽ chúng ta đến thế gian này tạo dựng một gia đình rồi xong chúng ta đến già chết đi, có khi tuổi già còn bị bỏ rơi bỏ rớt. Chúng ta bây giờ tuổi trẻ nên làm cái gì đó trong cuộc đời khi mình đủ duyên. Còn người ta không đủ duyên, người ta có một gia đình thì cũng nghe Phật pháp sống cho thật là tốt. Đây là tư tưởng quý vị. Nên tất cả những chương trình làm lợi ích cho tất cả con người, những đứa cũng rủ người đến đây làm cùng chung tay. Như chương trình khiếm thị ngày 27 tháng 5 âm lịch, còn 11 ngày nữa tới. Còn chùa chiền đang xây dựng, hòa thượng nói trong một năm nay tôi cố gắng làm cực lực nhiệt tình để cho xong. Thì quý vị trong một năm nay chung tay nhiệt tình hết lòng đi quý vị. Chùa là tổ ấm ta về mà, nhiệt tình để cho hòa thượng ngày tròn được cái nguyện của ngài. Còn mình thì cũng có một cơ ngơ để mình giúp đỡ cho người khác tu quý vị. Những đức đều nói chung chung như vậy. Tại vì 100% là ông bà cha mẹ tạo đức thì con cháu mặc sức mà ăn. Đây là chỗ tạo cái đức thật sự. Bao nhiêu con người được về nương tựa, điểm bình an cho chúng ta. Nên những điều chia sẻ như vậy, muốn hoàn truyền tịnh độ thì nhất định phải có cơ ngơ. Muốn tịnh độ phát triển thì cơ ngơ này là quá tuyệt vời. Nên tất cả hàng Phật tử khắp nơi nơi mỗi ngày nghe những đức nói chuyện, quý vị cố gắng niệm Phật, siêng năng niệm Phật,
cầu nguyện cho Phật pháp phát triển, chúng sanh được lợi ích, kiếp nạn nhân sinh được hóa giải. Những ngày chủ nhật cộng tu, rủ người về tu, lễ viếng Bồ Tát Quán Thế Âm 19 tháng 6 đợt này, lễ ngày 17, 18, 19, 3 ngày liên tục, chân thật phát tâm chuẩn bị mà đi đi. Đây là cơ hội hy hữu, khó có cơ hội gặp được đó. Đời người có mấy lần được tu phước tu duyên đặc biệt như vậy, có cơ hội đừng nên bỏ. Nguyện Tam Bảo gia hộ cho quý vị tính nguyện kiên cố niệm Phật, để cuối cuộc đời chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc. Chúc quý vị an lạc. A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh, đồng sanh về tịnh độ.